Philippines phát khoảng 42 tàu Trung Quốc vây đảo Thị Tứ, Việt Nam, tớ không lạ gì. Do Mó Lạc Hồng xin chào quý khán thính giả. Còn nhớ gần chục năm trước, Philippines có động thái rời xa đồng minh Mỹ, tìm đến đồng minh khác. Không ai khác, sự thay thế đó là Trung Quốc, với nhiều động thái ôn hòa và xích lại gần giữa hai nước. Tuy nhiên, với tham vọng và sự khôn ngoan, Trung Quốc đã khiến Philippines nhận ra khó có thể làm bạn, đặc biệt căng thẳng xảy ra tại Biển Đông vào năm 2019 và 2021, khiến nước này quyết định quay xe, liên tục tố cáo Trung Quốc có hoạt động xâm phạm lãnh hải của nước này. Mới đây nhất, Philippines tố cáo 42 tàu chiến Trung Quốc vây quanh đảo Thị Tứ và có vẻ bất loạn trước hoạt động gây hấn của Trung Quốc. Tình hình căng như dây đàn đang khiến giới quan sát lo ngại về một cuộc xung đột mới có thể xảy ra tại Biển Đông. Thực hư thông tin này ra sao? Tại sao Philippines lại bấn loạn như vậy? Việt Nam hành xử ra sao trong sự việc này? Cùng dòng Mó Lạc Hồng bắt đầu ngay sau đây. Vào ngày 4 tháng 3 năm 2023, Philippines tố cáo tàu Trung Quốc áp sát đảo Thị Tứ, hiện do Philippines kiểm soát tại vùng quần đảo Trường Sa. Theo đó, 42 tàu của dân quân biển Trung Quốc đã được nhìn thấy ở khu vực lân cận đảo Thị Tứ. Cảnh sát biển Philippines cho biết số tàu này neo đậu cách đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 4,5 đến 8 hải lý. Họ không nói rõ những tàu này xuất hiện từ thời điểm nào. Tuy nhiên, có cho biết thêm rằng tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu CCG-5203 và một tàu hải quân cũng xuất hiện ở khu vực cách đảo Thị Tứ 4 đến 8 hải lý. Các tàu được cho chia thành hai nhóm lớn, một nhóm gồm 14 tàu thả neo gần khu vực đá Hoài Ân và một nhóm 28 tàu tập trung gần đá Cái Vung đều thuộc quần đảo Trường Sa. Ngay lập tức, phía Philippines tuyên bố sẽ duy trì hoạt động trong khu vực bất chấp hiện diện của nhóm tàu Trung Quốc, đồng thời kêu gọi ngư dân nước này chủ động trình báo về mọi sự cố va chạm với tàu nước ngoài trong vùng biển. Trong một tuyên bố khác, Philippines tố cáo sự hiện diện trái phép liên tục của tàu Trung Quốc rõ ràng là không phù hợp với quyền quá cảnh vô hại và vi phạm trắng trợn sự toàn vẹn lãnh thổ của Philippines. Tuyên bố trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền của hai nước đang diễn ra căng thẳng. Bởi cách đó 2 tuần, Tổng thống Philippines, ông Marcos Ri khẳng định sẽ không để mất một tấc lãnh thổ nào khi phản đối các hoạt động hung hăng của Trung Quốc trên biển. Cụ thể, trong một sự kiện ngày 18 tháng 2, ông nói đất nước đã chứng kiến những căng thẳng địa chính trị gia tăng không phù hợp với lý tưởng hòa bình của chúng ta và đe dọa an ninh, ổn định của đất nước, của khu vực và thế giới. Ông khẳng định Manila sẽ tiếp tục duy trì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình theo hiến pháp và luật pháp quốc tế. Trước đó, hôm 14 tháng 2, Tổng thống Marcos đã triệu tập đại sứ của Trung Quốc để bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hành động ngày càng thường xuyên của Bắc Kinh đối với lực lượng bảo vệ bờ biển và ngư dân Philippines ở Biển Đông. Philippines cùng ngày cũng gửi phản đối ngoại giao đến Bắc Kinh sau khi lực lượng nước này báo cáo hải cảnh Trung Quốc đã chiếu tia laser cấp độ quân sự hôm 6 tháng 2. Tuy nhiên, ngày 15 tháng 2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ việc chiếu laser vào tàu Philippines. Người phát ngôn bộ này khẳng định thủy thủ Trung Quốc đã sử dụng các thiết bị laser cầm tay để đo khoảng cách nên không có chuyện gây hại cho thủy thủ Philippines, nên cáo buộc phía Philippines không phản ánh sự thật. Thậm chí, Trung Quốc còn tố ngược lại. Cùng ngày 15 tháng 2, Philippines thông báo sẽ tập trận quy mô lớn nhất kể từ năm 2015 với Mỹ. Cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của gần 9.000 binh sĩ diễn ra vào quý 2 năm nay nhằm đối phó với các mối đe dọa nhân tạo lẫn tự nhiên. Philippines cũng đã gửi 77 công hàm khiếu nại về các hoạt động của Trung Quốc trên biển. Đúng là tình hình đang căng như dây đàn. Có lẽ chỉ cần một trong hai nước không kiềm chế thì cuộc đụng độ là điều khó tránh khỏi. Rất có thể Trung Quốc đang muốn nắn gân Philippines khi nước này cho phép Mỹ đặt thêm tiền đồn mới. Cách đây một tháng, Tổng thống Marcos có chuyến thăm đầu tiên tới Bắc Kinh trong nỗ lực cân bằng quan hệ của nước này với Mỹ và Trung Quốc. Nhưng có lẽ nỗ lực của ông đã không thành, bởi ngay sau khi ông rời Bắc Kinh thì Biển Đông thuộc tranh chấp của hai bên liên tục dậy sóng. Philippines đang thực hiện nhiều hành động đáp trả Trung Quốc vô cùng cứng rắn. Không chỉ củng cố về quân sự, nước này còn đổi mới trong cách thức hoạt động của lực lượng tuần duyên trên Biển Đông. Ngày 25 tháng 2, Philippines cho biết sẽ công khai tất cả hành vi gây quan ngại của Trung Quốc trên Biển Đông, thay vì chủ yếu phản đối qua đường ngoại giao như trước đây. Bởi nếu chúng tôi chỉ phản đối qua đường ngoại giao, đôi khi họ chỉ im lặng. Nhưng mỗi lần chúng ta công khai,
là lúc họ lại đứng ra giải thích thành mình. Nên tôi nghĩ chúng tôi đang đi đúng hướng. Không dừng lại ở đó, Philippines còn thách thức cả chiến thuật vùng xám của Trung Quốc khi Mỹ và nước này đang thảo luận về việc tiến hành tuần tra chung giữa lực lượng tuần duyên hai nước. Nếu tuần duyên Mỹ và Philippines tuần tra chung sẽ đặt Trung Quốc vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bởi lực lượng tuần duyên của các bên phối hợp mạnh mẽ thì hải cảnh Trung Quốc không dễ dàng áp đặt mà lại không có lý do để điều động hải quân. Các bạn thân mến, hẳn điều các bạn quan tâm tiếp theo sau căng thẳng và những đáp trả chẳng bên nào thua bên nào của Philippines và Trung Quốc là phản ứng của Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, Việt Nam vẫn chưa lên tiếng trực tiếp. Chúng ta có thể hiểu, Philippines có lực lượng hải quân không đáng kể so với Trung Quốc, nhưng lại có một Hoa Kỳ sẵn sàng hậu thuẫn phía sau. Tuy nhiên, nhìn vào lịch sử, nước xa không cứu được lửa gần. Nước này đã nhận ra không ít bài học từ mối quan hệ đồng minh với Mỹ. Điều đáng nói hơn, chính sách ngoại giao không nhất quán của Philippines khiến nước này trở nên đáng lo ngại. Bởi trước một Trung Quốc tham vọng, quân sự hùng hậu, thì sách lược mềm dẻo, uyển chuyển có lẽ sẽ phát huy tác dụng hơn. Nhất là trong cuộc chiến mà công lý chưa hẳn thuộc về kẻ bị tố cáo. Các bạn đều biết, thị tứ thuộc chủ quyền của Việt Nam và Philippines đang chiếm đóng bất hợp pháp. Dựa vào Hiệp định Paris ký năm 1898, Hiệp định xác định phạm vi lãnh thổ quần đảo Philippines không bao gồm Trường Sa. Tuy vậy, Philippines vẫn yêu sách chủ quyền đối với phần lớn quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Từ năm 1971 đến năm 1973, Philippines đưa quân chiếm đóng 5 đảo. Năm 1977 đến năm 1978, chiếm thêm 2 đảo. Năm 1979, nước này gộp hầu hết quần đảo Trường Sa, trừ đảo Trường Sa lớn và một đơn vị hành chính gọi là Calayan thuộc Philippines. Năm 1980, nước này chiếm thêm đảo Công Đo ở phía nam Trường Sa. Đến nay, Philippines chiếm giữ 10 vị trí tại Trường Sa, gồm 7 đảo đá san hô và 3 bãi cạn dạng san hô, trong đó có Thị Tứ. Thị Tứ rộng 37 hectare là đảo lớn thứ hai trong quần đảo Trường Sa về diện tích tự nhiên. Năm 2000, Philippines đã cải tạo và xây thêm một số cấu trúc trên đảo Thị Tứ để tàu chở hàng hóa và binh sĩ tới. Năm 2021, trước những hoạt động của Trung Quốc trong Biển Đông, quân đội Philippines phải đối mặt với sự đe dọa bằng sức mạnh, đặc biệt là sự xuất hiện của hàng trăm tàu cá Trung Quốc ở đá Ba Đầu. Philippines đã thông báo nước này có kế hoạch chi 1,3 tỷ peso, 601 tỷ đồng để xây dựng thêm cơ sở hạ tầng trên đảo Thị Tứ trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trước diễn biến căng thẳng đó, ngay lập tức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ. Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền và các quyền liên quan của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa là bất hợp pháp và vô giá trị. Bà Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế, tuân thủ tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. So chiếu lại quá khứ với những sự kiện đang diễn ra ở hiện tại, có lẽ về bản chất là không khác nhau. Philippines có thể bấn loạn, nhưng Việt Nam không lấy làm lạ trước cả hành động của nước này và cả Trung Quốc. Cũng có lẽ vì vậy, bình tĩnh, chậm mà chắc là cách Việt Nam lựa chọn. Tất nhiên về nguyên tắc, trước những hành vi vi phạm chủ quyền của Việt Nam từ bất kỳ quốc gia nào, dưới bất cứ hình thức gì, đều bị Việt Nam phản đối bằng những nội dung và hình thức khác nhau, tùy theo tính chất và mức độ của những vi phạm. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao nói trên là một trong những phản ứng phù hợp với tư cách là quốc gia có chủ quyền, đảm bảo theo đúng nguyên tắc và thủ tục pháp lý theo nguyên tắc dĩ bất biến. Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam còn chủ trương ứng vạn biến. Chủ trương này đã áp dụng trong quan hệ với Philippines từ trước. Ví dụ để giảm bớt căng thẳng, ngày 7 tháng 11 năm 1995, Việt Nam và Philippines đã tiến hành đàm phán hòa bình. Kết quả đàm phán đã ký được thỏa thuận về 9 nguyên tắc ứng xử cơ bản đối với vùng biển đảo có tranh chấp trong khu vực Biển Đông. Trong giai đoạn từ 1995 đến 2007, trên cơ sở đàm phán hòa bình, Việt Nam và Philippines đã tiến hành thực hiện 4 khảo sát và nghiên cứu khoa học chung về biển. Với Trung Quốc, Việt Nam còn thực hiện chính sách mềm dẻo hơn. Đặc biệt, trong 2 năm qua, Biển Đông giữa hai nước có phần yên bình cũng là nhờ chính sách này. Gần đây nhất, trong tuyên bố chung hai nước vào ngày 1 tháng 11 năm 2022 đã khẳng định
hai bên đồng ý tiếp tục thúc đẩy thực hiện toàn diện hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông. Trên cơ sở hiệp thương, nhất trí, sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp tình hình và mở rộng tranh chấp, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông và thúc đẩy hợp tác trên biển. Vâng, không có hành động làm phức tạp thêm tình hình để ổn định, hòa bình và phát triển kinh tế. Bởi Việt Nam hiểu sẽ chẳng thể dựa vào bất kể nước nào, chỉ có dân giàu thì nước mới mạnh. Nước mạnh thì mới giữ được đất nước chủ quyền. Nhất là trước tranh chấp có đến sự chiếm đóng đan xen của 4 nước 5 bên thì mềm dẻo, dĩ bất biến, ứng vạn biến là cách mà Việt Nam lựa chọn. Video của Dòng Máu Lạc Hồng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm và yêu thích của các bạn.